bác Việt gọi ba nè. Dạ em nghe nè anh. Hôm nay là sinh nhật của cháu Mai phải không? Happy birthday cháu Mai nha. Dạ con cảm ơn bác Việt nhiều. À, tôi có một tin vui muốn báo cho cả nhà biết là anh Nam được thăng chức lên làm quản lý kinh doanh ở đây. Sắp tới công ty sẽ phát triển thêm ngành hàng nữa giải khác. Anh Nam được ban giám đốc tin tưởng giao cho xây dựng ngành hàng này. Ngày mai anh nhớ lên công ty để giữ quyết định nha. Wow, ba giỏi quá mà. Vậy là bao nhiêu sự cố gắng của ba đã được đền đáp xứng đáng rồi đó ba. Chào các bạn. Nước trái cây Choco được hòa quyện sáng tạo từ trái cây tự nhiên, tạo cảm giác thú vị khi uống. Với thiết kế bao bì nhãn mát trẻ trung và hiện đại. Trong khi trà mật ong Bonra khác biệt với việc bổ sung 100% mật ong nguyên chất, thanh mát cuộn trào cùng với nhiều vị trái cây mới lạ và lá trà xanh tươi mới, không chỉ để thỏa mãn cơn khát mà còn tốt cho sức khỏe. Tôi tin rằng với định vị cao cấp này, Choco và Bonra sẽ là hai thương hiệu được người tiêu dùng đón nhận và chúng ta sẽ thành công. Với những sản phẩm mới này, những bước khó khăn đầu tiên khi tiếp cận người tiêu dùng là điều không thể tránh khỏi. Đây là thử thách mới cho Uniben cũng như tất cả mọi người ở đây. Và trước khi có được như ngày hôm nay thì tôi cũng đã từng như các bạn. Thế nên chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày và vững tin sự kiên trì thành công sẽ đến. Cố lên các bạn. Con gái, hôm nay bà thấy con trầm ngâm gì con? Dạ, tại con đang có mấy bài tập về lập trình nâng cao mà con nghĩ hoài không có ra cách làm, không biết là con có hợp với ngành này không nữa ba. Cố lên con gái, ba tin con sẽ làm được mà. Công việc phát triển ngành nước giải khát của ba lúc đầu cũng gặp rất là nhiều khó khăn và trở ngại, nhưng ba và tất cả anh em trong công ty đều nỗ lực từng ngày và đạt nhiều thành công đó con. À đúng rồi đó ba, hèn gì bạn bè của con uống Choco và bên cha các bạn khen nhiều lắm. Bài của con đúng là số 1. Hôm nay tân giám đốc kinh doanh có buổi thuyết trình đầu tiên đúng không ạ? Ừ, ba làm việc 20 năm rồi đó, đến bây giờ vẫn còn hồi hộp nè. Con tự hào về ba lắm, ba chính là nguồn động lực để con cố gắng đó. Hôm nay con có một bất ngờ dành cho ba. Con bé này, định dở trò gì đây? Tôi trẻ rồi, ba đi làm nha. Dạ, thưa giám đốc. Cảm ơn tất cả các bạn, cùng nhau chúng ta tạo nên thành công của ngành hàng nước giải khát Uniben. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực nhé. Chỉ cần có niềm tin và cố gắng mỗi ngày, nhất định thành công sẽ tới. Tôi chỉ thắc mắc, ai đã làm công nghệ trình chiếu này, tôi muốn cảm ơn bạn ấy.